Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 135. Tất cả mọi người đều sửng sốt, trợn tròn hai mắt, không dám tin, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, còn có Diệp Thiên đang lăn từ bậc thứ 50 mấy xuống bậc đầu tiên giống như một con chó chết. Im lặng. Một sự im lặng chết người. Vô số người há hốc miệng, hai mắt gần như nổ tung. Diệp Bắc Minh, sao ngươi dám ra tay đánh người ở đây? Ngươi điên rồi sao? Ly Diệp Bại đập bàn đứng lên. Hơn chục người cảnh giới tế đạo khác cũng hét lên, Diệp Bắc Minh, ngươi có biết mình đang làm gì không? Đây là đại điện của gia tộc, gia chủ và thánh tử đều ở đây, ngươi lại dám ra tay sao? Ngươi quả thực là không có vương pháp. Diệp Quỳnh cũng sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Hoàn toàn hóa đái. Ở bậc thang thứ 99, thanh niên câu cá cũng sửng sốt, tiểu tử này to gan đến thế sao? Hay là đầu có vấn đề? Chính anh ta cũng không ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại đột nhiên ra tay, tát vào miệng Diệp Thiên. Diệp Bắc Minh, ngươi dám đánh vào mặt ta? Sao ngươi dám đánh vào mặt ta như vậy? Diệp Thiên đứng dậy, mắt đỏ ngầu, mặt đỏ bừng. Mặt anh ta trước đây đã bị Diệp Bắc Minh đánh nát, mới hồi phục chưa lâu. Cái tát này, mặt anh ta không nát. Chỉ có một vết bàn tay đỏ tươi, chấn động mọi người. Thứ bị cái tát này đánh nát không phải khuôn mặt của anh ta, mà là tôn nghiêm của Diệp Thiên ở nhà họ Diệp. Hoàn toàn bị nghiền nát. Gia chủ, thánh tử, hai người phải làm chủ giúp tôi. Diệp Thiên quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu, Diệp Bắc Minh quá đáng quá rồi. Nếu không trừng phạt tiểu tử này, khó có thể thuyết phục được mọi người. Mấy ông lão cảnh giới tế đạo vừa rồi lại đi ra, một. Quỳ xuống đất. Gia chủ, thánh tử, xin hãy ra lệnh. Thanh niên câu cá nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hiện lên một tia thích thú, có trò vui để xem rồi, ta còn chưa ra tay, tiểu tử này đã không chống đỡ được rồi sao? Giây tiếp theo, giọng nói của Diệp Mặc vang lên, gia chủ, chuyện này nếu chúng ta không đưa ra lời giải thích, thật sự rất khó thuyết phục mọi người. Diệp Tinh khung cau mày, Diệp Bắc Minh, người có biết tội của mình không? Xin hỏi gia chủ, tôi có tội gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu, một tên vô dụng. Dám chế nhạo hỗn độn thể của nhà họ Diệp. Tôi không giết hắn đã là rất nhân từ rồi. Tôi còn có tội. Diệp Thiên cay đắng kêu lên, oan uổng quái, tôi đâu có chế nhạo. Diệp Bắc Minh, là hắn quá nhạy cảm rồi. Diệp Mặc nói, Diệp Bắc Minh, ngươi nghe thấy chưa? Diệp Thiên tự mình nói không chế nhạo ngươi, ngươi đột nhiên ra tay, thực sự quá quá đáng rồi. Thế này đi, ngươi dập đầu xin lỗi anh ta trước mặt mọi người, chuyện này coi như xong. Diệp Thiên nghe vậy, liên tục gật đầu, được, được. Thánh tử nói rất đúng. Diệp Bắc Minh, quỳ xuống, dập đầu xin lỗi ta. Ta đại nhân đại lượng, tha thứ cho ngươi lần này. Tu võ giả, một khi quỳ xuống xin lỗi, tâm võ đạo chắc chắn sẽ sụp đổ. Nhìn có vẻ không hề đau đớn hay ngứa ngáy nhưng thực chất lại vô cùng hung ác. Diệp Bắc Minh cười nhìn Diệp Mặc, ngươi chính là thánh tử của nhà họ Diệp đúng không? Ngươi ngồi cao như vậy, vị trí của ngươi có vững không? Ngươi nói cái gì? Diệp Mặc đập bàn đứng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ u ám. Vô số người thèm muốn vị trí này, anh ta mỗi đêm đều không thể ngủ ngon, lo lắng mất đi thân phận thánh tử. Lời nói của Diệp Bắc Minh chạm đến giới hạn của anh ta. Diệp Bắc Minh buồn cười, ngươi xem, vừa rồi Diệp Thiên không phải cũng nói ta như vậy sao? Thánh tử tức giận rồi, ngươi còn nói không phải chế nhạo. Cậu! Lúc này, Diệp Mặc mới phản ứng kịp. Những người đang có mặt tại hiện trường đều sửng sốt. Tên nhóc này khá lắm, cũng thông minh đấy. Thanh niên câu cá nheo mắt nhìn. Diệp Bắc Minh nói, gia chủ, vừa nãy có phải Diệp Thiên chế nhạo tôi hay không, không cần tôi giải thích nữa chứ. Diệp Tinh không nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt tán thưởng, cậu muốn xử lý cậu ta thế nào? Mặt Diệp Thiên trắng bệch, môi run run. Anh ta hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn thánh tử Diệp Mặc. Diệp Mặc mặt mày xa sầm, hiển nhiên Diệp Mặc đã từ bỏ anh ta rồi. Tiêu đời rồi. Sớm biết tên này đáng sợ như thế, có chết tôi cũng không đắc tội cậu ta. Làm sao bây giờ, thánh tử đã từ bỏ mình rồi, mình không muốn chết đâu. Diệp Thiên run lẩy bẩy. Anh ta quay sang nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ van xin. Nếu anh quỳ xuống dập đầu. Diệp Bắc Minh vừa mở miệng. Bụp. Diệp Thiên đã quỳ xuống, điên cuồng dập đầu. Bụp, 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 bụp. Đầu đập xuống bậc thang, tiếng vang vọng khắp đại điện. Diệp Bắc Minh nói nốt nửa câu sau, quỳ xuống dập đầu, tôi cũng không tha cho anh đâu. Cậu nói cái gì?
Diệp Thiên cứng đờ người, cái đầu vì dập đầu mà chảy đầy máu. Nghe thấy lời Diệp Bắc Minh nói, khuôn mặt anh ta trở nên vặn vẹo, cậu chơi tôi à? Loại phế vật như anh, cũng xứng để tôi chơi à? Diệp Bắc Minh tung ra một cước, kinh khí hỗn độn đập thẳng vào ngực Diệp Thiên ngay trước mặt mọi người. Cậu muốn giết tôi ư? Mơ đi, Diệp Thiên hét lên, anh ta dồn hết sức để đỡ đòn, nhưng căn bản không đỡ được. Huyết phụ bùng lên, chết hẳn. Diệp Mặc bất ngờ nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Bắc Minh. Trên bậc thang thứ 99, thanh niên câu cá nhíu mày, giết người trong đại điện, dù Diệp Thiên có sai, tên nhóc này cũng quá đáng rồi. Để xem gia chủ sẽ xử lý thế nào. Diệp Quỳnh nhíu mày. Diệp Bắc Minh bộc lộ tài năng quá lộ liễu, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Giây tiếp theo. Diệp Tinh Khung nói, Diệp Thiên bất kính với bề trên, phán tử hình. Nếu đã bị xử tử ngay tại chỗ, vậy chuyện này kết thúc tại đây. Mọi người sững sờ. Vậy là xong hả? Ánh mắt mọi người lóe lên, ý của gia chủ rõ ràng là hướng về phía Diệp Bắc Minh. Hửm. Diệp Quỳnh rất bất ngờ. Diệp Mặc nhíu mày. Diệp Bắc Minh, cậu ngồi xuống đi. Diệp Tinh Khung chỉ vào bàn trống ở bậc thang thứ 99. Diệp Bắc Minh lắc đầu, gia chủ, tôi không thích cái vị trí này. Diệp Tinh Khung khẽ nhíu mày, nhưng vẫn hỏi, thế cậu thích chỗ nào? Diệp Bắc Minh chắp tay sau lưng, bước từng bước lên bậc thang. Các thành viên nhà họ Diệp trong đại sảnh cả kinh, lẽ nào tên nhóc này? Cũng trong lúc đó, Diệp Bắc Minh đã đi đến bậc thang thứ 99, anh không dừng lại mà đi thẳng lên bậc thang thứ 100, đến trước mặt Diệp Mặc. Quả nhiên, mọi người nhà họ Diệp trợn tròn mắt, Diệp Quỳnh căng cả da đầu, hô hấp cũng suýt thì ngừng lại. Khóe miệng Diệp Bắc Minh tràn ngập vẻ khinh thường, lạnh lùng, lãnh đạm, vị trí thánh tử nhà họ Diệp, có vẻ cũng không tệ. Chỗ này, tôi muốn rồi. Anh, cút ra, ba câu ngắn ngửi, nhưng lại vang dội ngang sấm sét giữa trời quang. Đù mét đại điện nhà họ Diệp im lặng đến đáng sợ, thời gian như dừng lại. Trong đại điện, bề ngoài thì yên ổn, trên thực tế trong lòng mỗi người đã dậy sóng ầm ầm rồi. Cậu ta nói cái gì cơ? Thanh niên câu cá trợn tròn mắt, ngay cả anh ta cũng ngây người. Diệp Quỳnh đang ở trên bậc thang thứ 50 mấy, cô ta kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, cái miệng nhỏ hơi hé, đầu óc trống rỗng. Diệp Bắc Minh, cậu có biết mình đang nói gì không? Giọng Diệp Mặc lạnh lẽo, như vọng lại từ địa ngục cửu yêu ai. Cái loại hàn ý vô tận kia, khiến cho từng người trong đại điện không kìm được lạnh run. Nét mặt Diệp Tỉnh Khung cũng xa sầm, Diệp Bắc Minh, tôi nể tình cậu về gia tộc lần đầu, nên không chấp nhặt chuyện cậu nói năng lung tung. Diệp Mặc là thánh tử được gia tộc công nhận, cậu đừng hồ nháo nữa. Quay, về vị trí của cậu ngay lập tức, tôi xế làm như chưa từng xảy ra chuyện này. Mọi người sốc, lại còn coi như chưa từng xảy ra chuyện này ấy hả? Diệp Tinh Khung thiên vị Diệp Bắc Minh quá rồi đấy. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, gia chủ, tôi không hề nói năng lung tung. Trước khi vào đại điện, tôi thấy bên ngoài có dựng một tấm bia đái. Ghi chép trên tấm bia chắc là gia quy nhà họ Diệp nhỉ. Đúng vậy, thế thì sao? Diệp Tinh Khung gật đầu, nhíu mày. Diệp Bắc Minh cười, vậy thì đúng rồi. Trên gia quy có bảo, bất cứ vị trí nào ở nhà họ Diệp, ai giỏi sẽ được ngồi. Nhà họ Diệp khuyến khích người trẻ phấn đấu, cạnh tranh, xông pha, đúng chứ? Diệp Tinh Khung gật đầu, đúng vậy. Cái đó thì có liên quan gì với cậu? Mười mấy vạn người ở đây cũng ù ù cạch cạch không hiểu ra làm sao. Đúng vậy. Gia quy này thì liên quan gì với Diệp Bắc Minh? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, theo gia quy, vị trí thánh tử, người giỏi thì được ngồi. Anh ta có thể làm thánh tử, tại sao tôi không thể làm chứ? Nói xong, anh còn liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái. Mười mấy vạn người đang có mặt ở đây đều sửng sốt. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Diệp Mặc tức quá hóa cười, bả vai rung mạnh, người giỏi thì được ngồi, Diệp Bắc Minh, cậu là cái người giỏi, đó sao? Nhóc con, chắc không phải cậu nghĩ thực lực của cậu có thể làm lung lay vị trí của bản thánh tử đấy chứ? Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời. Anh đi thẳng đến trước mặt Diệp Mặc, rồi bật ra một chữ, cút xuống. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh ngạc, nhóc con, cậu vội tìm đường chết đấy. Diệp Bắc Minh truyền âm, với thực lực của tôi, cảnh giới tế đạo tầng 9. Tới, tôi cũng có thể tự bảo vệ mình. Cộng thêm, thân phận của tôi, dù tôi có nháo đến lật trời, nhà họ Diệp cũng sẽ không làm gì tôi.
có thể tự tung tự tác, sao tôi phải e dè? Hình như cũng có lý. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục suy nghĩ một chút, nghe câu trả lời đó xong thì hoàn toàn im lặng. Con mẹ nó, cậu muốn chết đây mày! Diệp Mặc vỗ bà đứng dậy, sát ý bắn ra. Anh ta nhấc tay đấm ra một quyền, hổ gầm rồng ngâm, cú đấm dội thẳng đến ngực Diệp Bắc Minh. Khí tức của cảnh giới tế đạo tầng 5 bùng nổi, gào. Diệp Bắc Minh cũng đấm lại, nắm đấm của hai người va chạm với nhau. Bụp, nắm tay của Diệp Mặc nổ tung, máu bắn tung tổ. Diệp Bắc Minh không có ý định dừng lại, một chân quét ngang qua, Diệp Mặc vội vàng phòng thủ. Bịch, căn bản không đỡ được, cú đá trúng ngay hông anh ta, một cơn đau xé ruột. Xé gan truyền đến, que, Diệp Mặc nôn hết rượu và thức ăn vừa ăn ra, đang định bò dậy, cú đá thứ hai đã đến. Diệp Mặc còn chưa đứng vững, đã bay ra ngoài như một con chó chết, lăn thẳng xuống bậc thang, xô đổ mấy trăm cái bàn. Cuối cùng, dừng ở bậc thang thứ 50 mấy, vừa khéo lăn xuống ngay trước mặt Diệp Quỳnh. Này! Diệp Quỳnh trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn mọi chuyện. Toàn bộ đại điện nhà họ Diệp, im lặng như nghĩa địa, không có một tiếng. Động nào! Mười mấy vạn người đang có mặt tại đây nhất loạt đứng lên, ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên chắp tay sau lưng đứng ở cuối bậc thang thứ 100. Diệp Bắc Minh, thánh tử Diệp Bắc Minh, cậu thật to gan, không ngờ cậu dám ra tay với thánh tử. Người đâu, bắt tên này lại cho tôi, dám phản kháng, giết không tha. Mấy lão giả cảnh giới tế đạo ủng hộ Diệp Mặc đang cực kỳ phẫn nộ hét lên. Mười mấy bóng dáng nhảy ra, xông về phía Diệp Bắc Minh đang đứng cuối bậc thang. Thánh tử ư, loại phế vật này mà cũng xứng gọi là thánh tử sao? 1.800.000.000 năm trước, tôi chính là thánh tử nhà họ Diệp, năm đó tôi bị người ta ám sát, sau đó mất tích. Các người phải nhớ rằng, tôi mất tích chứ không chết. Từ xưa đến nay, nhà họ Diệp chỉ có một thánh tử, nếu tôi chưa chết, tên Diệp Mặc này có được tính là thánh tử không? Hửm, Diệp Bắc Minh quát. Mười mấy lão giả cảnh giới tế đạo chuẩn bị ra tay sửng sốt. Vẻ mặt Diệp Tinh Khung bình tĩnh. Ông ta vẫn chưa lên tiếng, cũng vì nghĩ đến điểm này. Theo lý mà nói, Diệp Tiêu Dao mới là thánh tử nhà họ Diệp. Mặc dù, bây giờ cậu ta tự xưng là Diệp Bắc Minh, đổi tên cũng sao cả. Đương nhiên Diệp Tinh Khung không biết, Diệp Bắc Minh và Diệp Tiêu Dao căn bản không phải cùng một người. Dù sao, không thể xuất hiện hai thể chất hỗn độn, lại còn trông giống nhau như đúc. Không chỉ mình Diệp Tinh Khung, tất cả mọi người nhà họ Diệp đều cho rằng Diệp Bắc Minh chính là Diệp Tiêu Dao từ 1.800.000.000 năm trước. Một lão giả áo trắng, sắc mặt u ám, nhưng cậu mất tích, vị trí thánh tử không thể để trống. Diệp Mặc cũng là người do mọi người bầu chọn. Diệp Bắc Minh thản nhiên bật ra một chữ, ồ, vậy nên, thân phận của bổn thánh tử bị tước rồi à hai? Ý ông là thế. Anh vừa nói ra câu này. Không không không. Lão giả áo trắng sợ tái mặt, vội vàng lắc đầu. Thế các ông thì sao? Diệp Bắc Minh đứng chắp tay sau lưng, rồi chẳng những không lùi bước. Mà còn tiến lên, áp sát mười mấy lão giả cảnh giới tế đạo, vừa nãy các ông xông về phía bản thánh tử, định ra tay với tôi đấy à? Mười mấy lão giả cảnh giới tế đạo, cấp tốc lùi về sau. Vừa nãy họ vẫn còn muốn giết Diệp Bắc Minh, thế mà giờ lại bị dọa cho lùi về xô. Khung cảnh cực kỳ quỷ dị. Thế giới quan của Diệp Quỳnh sụp đổ, tên này. Trời ơi! Còn có thể chơi như, vậy sao? Gia chủ, ngài nói đi. Gia chủ, tên này quá đáng quá, xin ngài giải quyết cho. Mười mấy lão giả cảnh giới tế đạo, mặt mày u ám. Trơ mắt nhìn Diệp Bắc Minh áp sát tới, nhưng lại không dám ra tay. 1.800.000.000 năm trước, nhà họ Diệp vẫn chưa tuyên bố hủy bỏ thân phận thánh tử. Nếu họ ra tay với Diệp Bắc Minh, thì chính là ra tay với thánh tử, tội chết. Diệp Tinh Khung đang định lên tiếng. Một giọng nói già nua vang vọng khắp đại điện, 1.800.000.000 năm trước, Minh Nhi chính là thánh tử nhà họ Diệp. Thân phận này chưa bao giờ thay đổi, còn cần giải quyết cái gì nữa? Nghe thấy giọng nói này. Toàn bộ đại điện, im phăng phắc. Trái tim mọi người cũng run lên. Lão Tổ Thí Thiên đã lên tiếng, còn ai dám phản bác? Diệp Mặc hộc ra một ngụm máu, ngất ngay tại chỗ. Mười mấy lão giả cảnh giới tế đạo kia thì cứng đờ người đứng im tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân trời. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Bắc Minh vang lên giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, đù. Nhóc con, cậu đoán chuẩn thật, dù cậu có nháo cỡ nào, nhà họ Diệp cũng phải bảo vệ cậu. Chả không à, tôi là hỗn độn để thể cơ mà. Diệp Bắc Minh nói với vẻ hiển nhiên,
Hỗn độn để thể có nghĩa là gì? Chỉ cần Diệp Thí Thiên không ngốc, chỉ cần Diệp Bắc Minh không làm ra chuyện như tiêu diệt nhà họ Diệp, hay gây hại cho nhà họ Diệp. Thì bất kể hôm nay anh có nháo cỡ nào, kể cả anh muốn làm gia chủ nhà họ Diệp, Diệp Thí Thiên cũng sẽ gật đầu. Chỉ một thánh tử nho nhỏ, là cái thá gì? Mấy tên này lôi ra ngoài phế đi. Diệp Bắc Minh chỉ vào lão giả áo trắng với mười mấy lão giả cảnh giới tế đạo. Vâng, thánh tử. Mười mấy chấp pháp đi ra từ hai bên đại điện, sau đó lôi mười mấy lão giả cảnh giới tế đạo kia xuống như lôi chó chết vậy. Wow, thánh tử oai phong thật, đùi đây chính là khí phách của cường giả hả? Siêu quát. Mẹ ơi, từng việc mà thánh tử Bắc Minh vừa làm, dù cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám làm đâu. Thế nên cậu không phải thánh tử, anh ấy mới là thánh tử. Các thanh niên nam nữ trong đại điện thảo luận sôi nổi. Trong suốt quá trình, thanh niên câu cá bình tĩnh quan sát tất cả, một mực dõi theo Diệp Bắc Minh đi lên vị trí giành cơ thánh tử nhà họ Diệp, rồi chậm rãi ngồi xuống. Phải rồi, năm xưa tôi bị ám sát, cơ thể bị hủy. Diệp Bắc Minh chợt nói. Hiện trường lập tức trở nên im lặng. Tất cả nhìn anh. Khối hỗn độn cốt trong cơ thể tôi, chắc là không bị hủy chứ. Gia chủ, bây giờ nó đang ở đâu? Anh quay đầu nhìn sang Diệp Tỉnh Khung. Cái này. Diệp Tỉnh Khung hơi do dự, ông ta nhìn về phía thanh niên câu cá ở bậc thang thứ 99 y. Không chỉ có Diệp Tỉnh Khung, những người khác nhà họ Diệp cũng nhìn sang. Ở chỗ anh à, Diệp Bắc Minh chuyển tầm nhìn, nhìn vào thanh niên câu cá, anh là ai? Thanh niên câu cá đứng dậy, nở nụ cười, thánh tử, tôi tên là Diệp Tiên Phàm. Tiên trong tiên nhân, phàm trong bình phàm. Nhìn ra được, anh khá bình phàm. Diệp Bắc Minh gật đầu, đại điện im lặng như tờ. Mọi người giật giật khóe miệng. Người ta chỉ nói câu khách sáo thôi, cậu tưởng thật à? Đến cả Diệp Tiên Phàm, con người cũng hơi co lại. Diệp Bắc Minh bật ra một câu, giao hỗn độn cốt ra đây. Bầu không khí trong đại điện trở nên nghẹt thở, mọi người nhìn về phía Diệp Tiên Phàm, đợi phản ứng của anh ta. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, sắp xảy ra một cuộc xung đột. Không ngờ, Diệp Tiên Phàm lại mỉm cười đứng lên, hỗn độn cốt, vốn là đồ của thánh tử. Thời gian qua, gia tộc sợ hỗn độn cốt chết đi, nên đã đặt vào cơ thể tôi để dùng máu nuôi dưỡng. Bây giờ, thánh tử đã trở lại, vật về với chủ cũ, cũng là lẽ đương nhiên. Dứt lời, Diệp Tiên Phàm giơ tay trái ra, chọc vào cánh tay phải của mình. Phập, dùng sức xé mạnh, một khúc xương dính máu bị anh ta kéo ra trong tình trạng sống sờ sời. Máu tươi đầm đìa, tỏa ra khí hỗn độn nhàn nhạt. Hỗn độn cốt, lại bị anh ta thẳng tay móc ra như thế. Con người của mọi người co rút. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, người này khác những người khác. Cẩn thận. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, tôi nhìn ra rồi, tâm cơ sâu xa, căn bản không phải người mà con hàng như Diệp Mặc có thể so được. Nhưng nếu anh ta đã giao hỗn độn cốt ra, chứng tỏ anh ta sợ thực lực của tôi. Cũng đúng, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói. Diệp Bắc Minh đưa tay cách không cầm lấy, hỗn độn cốt xuất hiện trong tay. Anh thu vào trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Quay người lại, anh nhìn sang Diệp Tinh Khung, gia chủ, tôi đã làm xong chuyện cần làm rồi. Tôi tin là mọi người đã có một chút ấn tượng về tôi rồi nhỉ. Ấn tượng sâu sắc. Diệp Tinh Khung gật đầu bất lực. Tôi tin rằng, từ nay trở đi, không ai trong nhà họ Diệp là không biết cậu. Vậy thì tốt, Diệp Bắc Minh cười. Gia chủ, tôi đi trước đây, các ông cứ tự nhiên. Nói xong, anh bước một bước, đã dừng trên bậc thang cấp 50 mấy, liếc mắt nhìn Diệp Quỳnh. Anh gật đầu với cô ta, rồi lại bước một bước, biến mất. Diệp Quỳnh. Thánh tử của chúng ta là người thế nào vậy? Vô số người chạy đến. Về đến chỗ ở. Diệp Bắc Minh cấp tốc mở trận pháp, thần hồn tiến vào nghĩa địa hỗn độn. Tiền bối, ta về rồi. Ong. Ngôi mộ thứ ba hơi rung lên, một tia chớp bắn ra. Thần hồn của Diệp Tiêu Dao chậm rãi hiện lên, không phải ta đã bảo ngươi rạng sáng hãy vào à? Bây giờ ngươi đến tìm ta, thì cũng không gọi được thần hồn bị lạc của Hạ Nhược Tuyết về đâu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, lần bối, ta tới không phải vì Nhược Tuyết. Ta đã tìm được hỗn độn cốt mà người cần rồi. Anh giơ tay lên, một khối xương có máu lơ lửng trên không trung bàn tay. Một khối xương trắng, lộ ra màu trắng mờ, một cỗ khí hỗn độn chảy ra từ bên trong, chuyển động quanh hỗn độn cốt. Hỗn độn cốt của tai Diệp Tiêu Dao mừng rỡ, đợi đã. Khối hỗn độn cốt này vẫn còn sống. Trời ơi, ta tưởng 1.800.000.000 năm qua đi,
hỗn độn cốt đã chết rồi. Không ngờ nó còn sống, có lẽ bây giờ ta không cần chết nữa. Diệp Tiêu Dao rất kích động. Xương hỗn độn lại vẫn còn sống. Nếu là một mảnh xương chết, chỉ cần hủy đi xương hỗn độn, một chút máu thịt cuối cùng còn sót lại của anh ta trên thế giới biến mất, Diệp Tiêu Dao sẽ có thể tiến vào luân hồi. Một mảnh xương vẫn còn sống, máu thịt của ta vẫn chưa hoàn toàn chết đi, ta vẫn còn cơ hội sống lại. Thần hồn của Diệp Tiêu Dao lao ra khỏi tấm bia mộ thứ ba, chuẩn bị nhập vào xương hỗn độn. Bang! Khoảnh khắc tiếp xúc với xương hỗn độn. Một tia sét từ xương hỗn độn lao ra, đánh trúng Diệp Tiêu Dao. A! Diệp Tiêu Dao hét lên. Thần hồn theo làn khói bay ra ngoài, ngay lập tức rơi vào tấm bia mộ thứ ba. Tiền bối! Diệp Bắc Minh sửng sốt. Một lúc sau, tấm bia mộ thứ ba sáng lên với ánh sáng mờ ảo. Thần hồn của Diệp Tiêu Dao xuất hiện, yếu ớt hơn trước rất nhiều. Lắc lư như ngọn đèn dầu trong gió mạnh. Có thể tắt bất cứ lúc nào. Tiền bối, người sao rồi? Mảnh xương hỗn độn này có vấn đề, mặc dù nó là mảnh xương ta giữ lại lúc đầu, nhưng đã bị tế luyện rồi, bên trong đã lưu lại một sức mạnh cực kỳ hung ác. Diệp Tiêu Dao rất tức giận, người này quá độc ác, nếu như là người không đề phòng, muốn dùng thần hồn luyện hóa mảnh xương hỗn độn này. Lập tức sẽ bị phản phệ, thần hồn rất dễ bị tổn thương. Nặng thì thần hồn sẽ bị hủy diệt mà chết. Nghe thấy những lời này, hai mắt Diệp Bắc Minh nheo lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Cái này là nhằm vào hắn. Đáng tiếc là bị Diệp Tiêu Dao chặn lại. Tiền bối, người không sao chứ? Không chết được. Tuy nhiên, đòn tấn công này đã làm cho thời gian còn lại của ta từ 7 ngày xuống chỉ còn khoảng 3 ngày. Diệp Tiêu Dao bất lực liếc nhìn xương hồn đột. Hai, bỏ đi, với sức mạnh thần hồn hiện tại của ta, e là không có cơ hội luyện hóa lại mảnh xương hỗn độn này nữa rồi. Sống lại, cũng không còn cơ hội rồi. Vốn hứa với người tối nay sẽ giúp người tìm được thần hồn thất lạc của Hạ Nhược Tuyết, bây giờ tình hình của ta không mấy lạc quan, cần phải nghỉ ngơi 2 ngày. 2 ngày nữa người hãy quay lại đây, mảnh xương hỗn độn này, người tự xử lý đi. Cùng với tiếng cuối cùng vừa dứt, thần hồn của Diệp Tiêu Dao liền quay trở lại trong tấm bia mộ thứ ba rồi biến mất. Nhà họ Diệp, sâu bên trong một tòa kiến trúc cổ. Diệp Thiên Phàm đang ngồi trên đài câu cá. Tên khốn này thật đáng chết, lại dám lấy xương hỗn độn của chủ nhân trước mặt mọi người. Tên khốn này thật sự quá kiêu ngạo rồi, nếu cứ tiếp tục theo đà này, sau này e là nhà họ Diệp không ai có thể áp chế được hắn. Ông lão lưng gù quỳ xuống đất, giận dữ hét lên. Diệp Thiên Phàm cầm cần câu, khóe miệng có chút giễu cợt, chỉ là một mảnh xương mà thôi, ta đưa cho hắn. Hắn có thể nhai được sao? Ông lão lưng gù nói, chủ nhân, đó là xương hỗn độn đấy. Diệp Tiên Phàm lắc đầu, mảnh xương này đã ở trong cơ thể ta 1,8 tỷ năm, đã hoàn toàn dung hợp với ta rồi. Người nghĩ rằng ta dễ dàng nhường cho hắn mà không có ý đồ gì sao? Ông lão lưng gù ngẩng đầu lên, ý của chủ nhân là. Đột nhiên, rắc một tiếng, Diệp Tiên Phàm giơ tay lên. Một mảnh huyết ngọc từ trong chiếc nhẫn chứa vật bay ra, xuất hiện những vết nứt. Run rẩy một lát, huyết ngọc nổ tung. Ha ha, nóng lòng muốn bắt đầu luyện chế xương hỗn độn như vậy sao? Bị phản phệ rồi chứ? Diệp Bắc Minh, đừng vội, xem ta từ từ trêu đùa ngươi đến chết đi. Bên trong nghĩa địa hỗn độn. Đôi mắt Diệp Bắc Minh hơi nheo lại, nhìn chằm chằm mảnh xương hỗn độn đang lơ lửng giữa không trung. Năm ngón tay nắm lại trong không trung. Xương hỗn độn rơi vào lòng bàn tay hắn. Hừ, trong lòng Diệp Bắc Minh có một ý nghĩ. Định dùng thần hồn thăm dò. Tiểu tử, đợi đãi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng ngăn cản. Sao thế, mảnh xương hỗn độn này có vấn đề rất lớn, vừa rồi thần hồn của Diệp Tiêu Dao đã bị tổn thương rồi, nếu cậu dùng thần hồn thăm dò, không cẩn thận cũng sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng. Để bốn tháp thử trước. Diệp Bắc Minh hỏi, tiểu tháp, ông sẽ không sao chứ? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười kiêu ngạo, yên tâm, bồn tháp không phải là người sống, mà là khí linh, ở một mức độ nào đó mà nói. Sức mạnh thần hồn của khí linh mạnh hơn tu võ giả rất nhiều lần, thần hồn của bốn tháp đi vào thăm dò sẽ không có nguy hiểm gì. Được, vậy thì ông thử xem. L Diệp Bắc Minh gật đầu. Giây tiếp theo, một người, một tháp, chung ý thức. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục phân tán ra một tia tháp hồn, hướng về phía xương hỗn độn. Trong chốc lát, đã tiến vào một khoảng hỗn độn. Năng lượng hỗn độn vô tận dâng trào, ở khu vực trung tâm nhất lại có một trận pháp khổng lồ. 108 thanh thần kiếm đỏ như máu,
hòa vào năng lượng hỗn độn. Mỗi thanh thần kiếm đều được kết nối bằng xích sắt, suýt TL. Khoảnh khắc tháp hồn của tháp Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện, 108 thanh thần kiếm đỏ như máu này đồng thời kêu lên, chém ra 108 ánh kiếm. Tấn công tháp Càn Khôn Chấn Ngục vô cùng khốc liệt, mẹ kiếp, thần hồn của tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhanh chóng rút lui. Rời khỏi mảnh xương hỗn độn, 108 ánh kiếm đó lại ngay lập tức đuổi theo, điên chuồng đâm chém trong nghĩa địa hỗn độn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ nghĩa địa hỗn độn đột nhiên bị lấp đầy bởi cát và đá bay, cuộn tròn như một cơn lốc. Hừ! Diệp Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, giơ tay nắm lấy, một thanh kiếm cổ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, chém ra một nhát kiếm. Keng, 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 ke ngồ! Lực tấn công của bất hủ đế kim là mạnh nhất trong thiên hạ. Với một nhát kiếm này, toàn bộ 108 kiếm khí đều bị dập tắt. Nghĩa địa hỗn độn liền yên tĩnh trở lại. Tiểu tháp, ông không sao chứ? Không sao, tiểu tử, Diệp Tiên Phàm đã tiêu tốn rất nhiều máu đấy. Cậu nhìn thấy rồi chứ? 108 thanh thần kiếm đó đều là binh khí tế đạo. Hơn nữa, mỗi một huyết kiếm ít nhất đều là binh khí cảnh giới tế đạo cấp 5 trở lên. Nếu 108 binh khí tế đạo cùng ra tay, e là thần hồn của cảnh giới tế đạo cấp 9 xông vào mảnh xương hỗn độn này cũng sẽ bị thương nặng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm giọng nói. Một người, một tháp, chung ý thức. Đương nhiên Diệp Bắc Minh đã nhìn thấy tất cả những điều này. Hắn nắm chặt mảnh xương hỗn độn, đôi mắt nhấp nháy bất định. Thần hồn của Diệp Tiêu Dao bị thương, coi như anh ta may mắn, nếu không may, rất có thể thần hồn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Diệp Bắc Minh cau mày, cho nên... Cho dù tôi lấy được mảnh xương hỗn độn này, cũng không thể luyện chế được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, việc luyện chế mảnh xương này cần dùng đến sức mạnh của thần hồn. Một khi thần hồn chạm vào mảnh xương này, 108 thanh huyết kiếm bên trong sẽ phát động tấn công, với sức mạnh thần hồn hiện tại của cậu mà xông. Vào, chắc chắn sẽ chết. Cho đến sáng vẫn chưa tìm được cách. Không nghĩ về nó nữa. Vừa ra khỏi nghĩa địa hỗn độn, một tấm ngọc bài bay vào. Bắc Minh. Tối qua anh nghỉ ngơi tốt chứ? Tốt nhất anh nên đến đại điện một chuyến, có người tìm anh. Từ bên trong miếng ngọc bài truyền đến giọng nói của Diệp Quỳnh. Tìm tôi, Diệp Bắc Minh nghỉ hoặc, rời khỏi núi Huyền Phù, nhìn thấy Diệp Quỳnh đang đứng trên không trung. Mặc chiếc váy tiên thêu, bồng bềnh như một nàng tiên. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh xuất hiện, Diệp Quỳnh cau mày từ trên không đi tới, Thanh Tú đứng trước mặt hắn, nhà họ Lạc tìm anh để từ hôn. Diệp Bắc Minh ngây ra, từ hôn? Chuyện gì vậy? Anh tự đi xem đi. Diệp Quỳnh xoay người, để lại cho Diệp Bắc Minh một bóng lưng. Nhanh chóng theo xô. Chủ điện của nhà họ Diệp. Bàn ghế bên trong đã được dọn đi rồi. Hàng vạn người đàn ông mặc đồng phục xếp hàng theo thứ tự, trước mặt mỗi người là một xe lễ phẩm. Có đan dược, công pháp, binh khí, nguyên liệu luyện vũ khí và sách y học. Thậm chí, còn có 100 thiếu nữ xinh đẹp đã được đào tạo từ lâu, đứng đó như, đang tuyển chọn phi tần. Ở nơi cao nhất của đại điện, phía sau một cô gái tầm 20 tuổi là năm ông lão với khí tức cảnh giới tế đạo cấp 6. Diệp gia chủ, tôi tin ý của tôi đã rất rõ ràng rồi. Diệp Tiêu Dao mất tích 1,8 tỷ năm, chúng tôi đã có hôn ước. Tôi đã muốn hủy hôn từ lâu, nhưng anh ta lại luôn mất tích, tôi nghĩ không thể nào mà anh ta. Vừa mất tích đã tới từ hôn. Như vậy không tốt cho nhà họ Lạc chúng tôi, cũng không tốt cho nhà họ Diệp. Bây giờ. Diệp Tiêu Dao đã quay về. Hôn ước này vẫn nên hủy bỏ thì tốt hơn. Giọng điệu của cô gái rất sắc bén, nói xong yêu cầu. Từng cử chỉ đều mang theo cảm giác nổi loạn. Diệp Tinh Khung cau mày, Lạc cô nương, đây là ý của cha mẹ cô sao? Lạc Lâm thờ ơ nói, Diệp gia chủ yên tâm, cha mẹ tôi đã đồng ý chuyện này. Rồi mấy vị lão tổ trong tộc cũng đã gật đầu rồi. Mau bảo Diệp Tiêu Dao ra đây đi, chỉ cần ký tên vào giấy từ hôn này. Từ nay chúng ta sẽ là người xa lại. Chỉ vào tờ giấy đính ước trên bàn, giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn. Đúng lúc đó, Diệp Quỳnh dẫn theo Diệp Bắc Minh tiến vào đại điện. Bắc Minh tới rồi, đúng rồi, Lạc cô nương, Bắc Minh cảm thấy hai chữ Tiêu Dao có ý nghĩa không tốt, cho nên đã đổi tên rồi. Diệp Tinh Khung nhắc nhở. Một câu. Không liên quan tới tôi, quan tâm anh ta là Diệp Tiêu Dao hay Diệp Bắc Minh chứ? Lạc Lâm thờ ơ lắc đầu. Ánh mắt đảo qua, rơi vào người thanh niên vừa bước vào đại điện. Cảnh giới đại năng cấp 5. Ha ha! Lạc Lâm suýt chút nữa bật cười. 1,8 tỷ năm trước bị thích sát thành công, thần hồn bỏ chạy khỏi nhà họ Diệp.
1,8 tỷ năm sau trở về nhà họ Diệp, lại chỉ mới là cảnh giới đại năng cấp 52. Trong 1,8 tỷ năm qua, hắn tu luyện bằng chân sao? Thật vô dụng. Người đàn ông của Lạc Lâm ta tuyệt đối không phải là loại vô dụng như vậy. Nghĩ tới đây, Lạc Lâm càng nóng lòng muốn hủy bỏ hôn ước. Không muốn liên quan gì đến người này dù chỉ trong một giây. Anh chính là Tiêu Dao, Bắc Minh đúng không? Tôi đã nói với Diệp gia chủ rồi, nếu anh có câu hỏi gì thì sau này có thể hỏi ông ấy. Lạc Lâm cũng không thèm nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Dùng chiếc cằm thanh tú chỉ vào giấy từ hôn trên bàn. Bây giờ anh chỉ cần làm một việc thôi. Đi tới đây, ký tên vào giấy từ hôn này, tôi sẽ rời đi ngay. Diệp Bắc Minh cau mày. Trên đường đi, Diệp Quỳnh đã giải thích rõ ràng mọi chuyện cho hắn. Cô gái trước mặt chắc chắn là Lạc Lâm đang muốn từ hôn. 2,3 tỷ năm tuổi, cảnh giới tế đạo cấp 4, là một kiều nữ tuyệt đối. Xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng huyết đế. Chỉ là, chuyện này không liên quan gì đến hắn. Đối tượng đính hôn của Lạc Lâm chính là chủ nhân của tấm bia mộ thứ 3 trong nghĩa địa hỗn độn, Diệp Tiêu Đêu. Chờ một chút. Còn chờ gì nữa, ký tên đi, tôi sẽ rời đi ngay. Không đợi Lạc Lâm nói xong. Diệp Bắc Minh nhắm mắt lại, một tia thần hồn tách ra, đi vào nghĩa địa hỗn độn. Diệp tiền bối, hăn hét vào tấm bia mộ thứ 3. Có chuyện gì thế, ở tấm bia mộ thứ 3, giọng nói của Diệp Tiêu Dao vang lên, có chút yếu ớt. Tiền bối, người thấy khỏe hơn chưa? Có một số việc, sợ đả kích đến người. Diệp Bắc Minh đề phòng trước. Diệp Tiêu Dao nói, ta chỉ còn lại một tia thồn hồn, sống không nổi 3 ngày, còn có cái gì có thể đả kích ta? Cứ nói đi không sao. Được, Diệp Bắc Minh không giấu giếm gì, kể lại dỗ dàng việc Lạc Lâm muốn từ hôn. Lạc Lâm. Diệp Tiêu Dao trầm mặc mấy giây, đột nhiên cười nói, ha ha, thú vị đấy. Cô gái này chắc là người nhà họ Lạc phải không? Lúc đó cô ấy thường chủ động tìm ta, đi theo sau ta không ngừng gọi anh Tiêu Dao. Không ngờ cô ấy đã đạt đến cảnh giới tế đạo cấp 4 rồi. Một tiếng thở dài yếu ớt. Ta là người sắp chết, không cần hại một đời cô ấy. Bỏ đi, để cô ấy từ hôn đi. Nói xong, Diệp Tiêu Dao hoàn toàn im lặng. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh mở mắt ran. Diệp Bắc Minh, nếu ngươi nghĩ xong rồi thì ký tên đi. Lạc Lâm nhìn thấy Diệp Bắc Minh mở mắt, lập tức mất kiên nhẫn nói. Vẫy 5 ngón tay. Tờ giấy từ hôn đó liền bay tới. Lơ lửng cách 1 mét trước mặt Diệp Bắc Minh. Giấy trắng mực đen, chính là nội dung từ hôn. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua, nói, tôi không đồng ý. Anh không đồng ý. Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Lâm sầm xuống. Năm ông lão cảnh giới tế đạo phía sau khế cao mày, vẻ bất mãn nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp công tử là có ý gì? Anh vẫn muốn dây dưa với tiểu thư của nhà chúng tôi à? Anh Diệp. Dưa chín ép thì không ngọt, khoảng cách cảnh giới của anh và tiểu thư nhà chúng tôi rất lớn. Nếu tôi đoán không nhầm thì anh đã 2,5 tỷ tuổi rồi phải không? Trước 3 tỷ năm tuổi, anh căn bản không thể tiến vào cảnh giới tế đạo. Được, tiểu thư nhà chúng tôi đã là cảnh giới tế đạo cấp 4 rồi. Cho dù anh là hỗn độn thể, cũng đã không còn ở cùng một thế giới nữa rồi, hà tất phải vậy? Một số ông già lần lượt lên tiếng, bọn họ đều cho rằng Diệp Bắc Minh không muốn từ hôn. Các người không phải là đang sỉ nhục người khác rồi sao? Chuyện từ hôn, không thể nói riêng được sao? Hà tất phải khua chiêng gõ trống như vậy? Diệp Quỳnh có chút tức giận. Lạc Lâm liếc cô một cái, tôi làm việc còn cần cô dạy sao? Nếu không nói rõ ràng một lần, sau này anh ta hối hận thì làm thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh Khung sầm xuống, là cô nương, cô nói vậy là có ý gì? Lẽ nào người nhà họ Diệp ta, là loại người nói lời không giữ lời sao? Lạc Lâm mỉm cười, Diệp gia chủ, ông hiểu lầm rồi. Là tôi lo lắng có người không muốn từ hôn, chỉ có vậy thôi, Diệp Tinh Khung hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Bắc Minh, nếu ngươi không muốn từ hôn thì mau nói đi. Gia chủ ta thay ngươi quyết định, Diệp Bắc Minh cười nói, cảm ơn ý tốt của gia chủ, ông hiểu lầm rồi. Ồ, ý ngươi là gì, Diệp Tinh Khung bối rối. Diệp Bắc Minh nói. Năm đó lễ vật và giấy hôn ước là do nhà họ Diệp đưa cho nhà họ Lạc. Vậy thì từ hôn đương nhiên phải là nhà họ Diệp từ hôn rồi. Hả? Diệp Tinh Khung ngây ra. Ánh mắt Diệp Quỳnh sáng lên, nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ không thể tin được. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh giơ tay xóa mấy chữ trên giấy từ hôn của Lạc Lâm.
thay đổi vị trí của nhà họ Diệp và nhà họ Lạc. Cuối cùng, vị trí của người từ hôn đã được đổi từ Lạc Lâm thành ba chữ Diệp Tiêu Dao. Người bị từ hôn chính là Lạc Lâm. À hai, Diệp Quỳnh ở bên cạnh vô cùng bất ngờ. Từ hôn và bị từ hôn. Chỉ khác một chữ liền tạo nên một thế giới khác biệt. Diệp Bắc Minh xua tay. Tờ giấy từ hôn bay ra ngoài, lơ lửng cách cơ thể Lạc Lâm một mét. Nhìn kỹ hơn. Lạc Lâm gần như tức chết. Diệp Bắc Minh, anh. Diệp Bắc Minh, ngươi quá đáng quá rồi. Năm ông lão nhà họ Lạc đột nhiên trở nên giận dữ. Đối mặt với sự tức giận của Lạc Lâm và năm ông lão nhà họ Lạc, Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, chẳng qua tôi chỉ dùng cách mà các người đối xử với Diệp Tiêu Dao để đối phó với các người thôi. Sao lại trở thành quá đáng rồi? Đừng lãng phí thời gian nữa, ký tên đi. Không thể nào, đôi mắt đẹp của Lạc Lâm lạnh lùng. Cô đập bàn tay xuống, tờ giấy từ hôn hóa thành bột. Diệp Bắc Minh, người dám sỉ nhục ta. Cả đời Lạc Lâm ta tuyệt đối không thể bị người khác từ hôn được. Nếu từ hôn, cũng là ta từ hôn ngươi. Tùy cô, dù sao thì tôi cũng đã đưa ra thư từ hôn rồi. Ký hay không, tùy cô. Bây giờ không phải tôi không có tư cách làm người đàn ông của cô, mà là cô không có tư cách làm người phụ nữ của tôi. Nói xong, Diệp Bắc Minh xoay người rời đi một cách nhẹ nhàng. Quá trình này nhanh chóng và dứt khoát. Nhìn những người trong đại điện đều chết lặng. Tên nhóc này. Khóe miệng Diệp Tinh Khung không khỏi nhếch lên. Ban đầu khi Diệp Bắc Minh công khai tước đoạt thân phận thánh tử của Diệp Mặc, ông ta hơi khó chịu với Diệp Bắc Minh. Cho dù có lão tổ Thí Thiên ủng hộ, trong lòng Diệp Tinh Khung cũng không thích tên nhóc này cho lắm. Hành vi hôm nay của Diệp Bắc Minh thực sự quá bá đạo và mạnh mẽ. Diệp Tinh Khung cảm thấy rất ấn tượng. Vẻ mặt của Diệp Quỳnh ở bên cạnh tràn đầy sự ngưỡng mộ, hoàn toàn bị thuyết phục trước hành vi của Diệp Bắc Minh. Ngược lại, khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Lâm gần như vặn vẹo, cái gì mà mình không đủ tư cách làm người phụ nữ của anh ta chứ? Trước đó là Diệp Tiêu Dao, bây giờ là Diệp Bắc Minh. Lạc Lâm này, chưa bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy, chưa bao giờ. Lạc Lâm gào thét trong lòng. Toàn thân cô ta đang run rẩy. Mỗi lỗ chân lông đều đang nổi da gà. Hoàn toàn tức giận. Nhóc con, chạy đi đâu? Một ông lão của nhà họ Lạc ở cảnh giới tế đạo cấp 6 nhìn thấy Diệp Bắc Minh chuẩn bị rời khỏi đại điện. Ông ta càng tức giận hơn, tiến lên một bước, trong nháy mắt chặn trước mặt Diệp Bắc Minh. Khuôn mặt già nua tràn ngập sự tức giận vô tận. Nhóc con, tôi ra lệnh cho cậu lập tức quay lại xin lỗi tiểu thư nhà tôi. Sau đó ký vào một tờ đơn từ hôn khác, cậu mới là người bị từ hôn. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, nếu tôi không đồng ý thì sao? Cậu không đồng ý, tôi có cách làm cho cậu phải đồng ý. Ông lão nhà họ Lạc nheo mắt lại, trực tiếp vươn tay ra định tóm lấy cổ Diệp Bắc Minh. Cực kỳ sắc bén, giận dữ. Cút! Diệp Bắc Minh hét nhỏ một tiếng, đấm ra một quyền không hề thương tiếc. Bàn tay của ông lão nhà họ Lạc bị nổ tung tại chỗ, xương gãy bay tứ tung. Ông ta cực kỳ ngạc nhiên lùi lại vài bước, cậu. Sao có thể? Cái này, Lạc Lâm cũng sửng sốt một lát. Diệp Bắc Minh lại có thể đánh nát cánh tay của cảnh giới tế đạo cấp 6 chỉ bằng một cú đấm. Giây tiếp theo. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, làm giống như hành động vừa rồi của ông lão nhà họ Lạc, nhưng lần này là tay cua Diệp Bắc Minh tóm lấy cổ của ông lão nhà họ Lạc. Sao cậu dám? Ông lão nhà họ Lạc rất tức giận. Một luồng hơi thở như sóng thần dâng trào ra. Hướng về phía Diệp Bắc Minh. Hơi thở của cảnh giới tế đạo cấp 6 thật đáng sợ. Gào. Diệp Bắc Minh không nói một lời, chỉ với một cú lắc cổ tay, một huyết long lao ra và phá vỡ mọi thứ. Ông lão nhà họ Lạc còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay cực kỳ khỏe mạnh đã tóm chặt lấy cổ ông ta. Thất trưởng lão, Lạc Lâm và bốn ông lão còn lại kêu lên, nhìn chăm chăm vào tay Diệp Bắc Minh. Một luồng hơi thở màu xám đen không ngừng lưu chuyển giữa các ngón tay của anh. Dòng khí hỗn độn, Lạc Lâm vô cùng kinh ngạc. Nhất định là dòng khí hỗn độn đã khóa chặt sức mạnh của thất trưởng lão, mới khiến ông ta không thể phản kháng. Sắc mặt của thất trưởng lão thay đổi mạnh mẽ, một cảm giác ngột ngạt truyền đến, nhóc con, cậu. Tôi là trưởng lão của nhà họ Lạc, sao cậu dám làm như vậy với tôi, mau thả tôi ra. Được thôi. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười. Năm ngón tay nắm lại. Rắc một tiếng, cổ của thất trưởng lão trực tiếp hóa thành xương máu, một cái đầu bay ra ngoài, vô cùng tức giận hét lên, Diệp Bắc Minh, cậu dám hủy diệt thân thể máu thịt của tôi. Lão phu ít nhất sẽ bị tụt xuống một cấp, cậu điên rồi à. Cái đầu của thất trưởng lão không ngừng gào lên.
Lạc Lâm và những người khác cũng choáng váng tại chỗ. Không ai ngờ rằng sức chiến đấu của Diệp Bắc Minh lại kinh khủng như vậy. Có vẻ như nó khác với những gì cô ta nghĩ. Ồn ào. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, trực tiếp đi đến trước cái đầu của thất trưởng lão. Cậu ta định làm gì vậy? Mọi người trong nhà họ Lạc đều thay đổi sắc mặt. Chỉ nhìn thấy. Diệp Bắc Minh nhấc chân, dùng sức dỡ oám lên đầu thất trưởng lão. Dừng lại. Diệp Bắc Minh, anh dừng lại cho bổn tiểu thư. Bốn ông lão nhà họ Lạc cùng hét to lên với Lạc Lâm. Diệp Bắc Minh vẫn như không nghe thấy gì, bụp một tiếng, dày hồi lực của anh hạ xuống đất. Đầu của thất trưởng lão nổ tung tại chỗ, thần hồn không kịp thoát ra khỏi đầu, hoàn toàn bị tiêu diệt. Từng chiếc nhẫn chữ vật trên đầu ngón tay của bốn ông lão đều nhấp nháy. Một cái, khi họ giơ tay lên, một miếng ngọc bội xuất hiện trong lòng bàn tay của họ, trên đó xuất hiện một vết nứt. Rắc! Miếng ngọc bội hoàn toàn nổ tung và biến thành bột. Diệp Bắc Minh, cậu! Bốn ông lão cảnh giới tế đạo nhà họ Lạc đang đã tức giận đến mức suýt ngất đi. Năm người là anh em ruột thịt, trong tay mỗi người đều có bốn miếng hồn ngọc, tượng trưng cho bốn người còn lại. Hiện giờ miếng hồn ngọc thuộc về thất trưởng lão đã nổ tung hoàn toàn. Lạc Lâm tức giận đến mức bả vai run lên, đôi mắt đẹp đỏ ngầu, khàn giọng. Nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, anh dám giết chết trưởng lão của nhà họ Lạc chúng tôi. Anh thật tàn nhãn. Quay lại. Nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Khung, Diệp gia chủ, hôm nay ngài phải cho. Tôi một lời giải thích. Tôi tới nhà họ Diệp chỉ là để hủy hôn. Diệp Bắc Minh đã mất tích 1,8 tỷ năm. Mấy năm nay tôi cũng chưa từng nhắc đến chuyện này phải không? Tất cả đều là vì thể diện của nhà họ Diệp. Sau khi nghe được tin tức của anh ta, tôi đã nhanh chóng tới từ hôn, mang theo rất nhiều quà cáp để nâng mặt mũi cho nhà họ Diệp. Đây chính là cách nhà họ Diệp của các người đối xử với nhà họ Lạc của chúng tôi sao? Dám công khai giết chết trưởng lão của nhà họ Lạc, rốt cuộc là các người có ý gì hồ? Giọng nói của Lạc Lâm gần như vỡ òa, cảm giác tức giận và nhục nhã cứ ập đến. Lắc cô nương! Diệp Tình Khung vừa mở miệng, giọng nói của Diệp Bắc Minh gần như đồng thời vang lên, cô muốn một lời giải thích. Tôi sẽ cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Thứ nhất, tôi là thánh tử của nhà họ Diệp, trưởng lão của nhà họ Lạc Các. Người là cái thá gì? Có tư cách gì ra lệnh cho tôi? Thứ hai, chỉ là một trưởng lão nhỏ bé của nhà họ Lạc lại dám công kích tôi. Ông ta chán sống rồi sao? Thứ ba, đây là đại điện của nhà họ Diệp, là nơi linh thiêng bất khả xâm phạm. Đừng nói là trưởng lão của nhà họ Lạc, ngay cả gia chủ của nhà họ Lạc tới đây. Cô hỏi ông ta thử xem có dám ra tay với thánh tử nhà họ Diệp ngay tại đây không? Nói tới đây. Diệp Bắc Minh cười lạnh, ha ha, dù là bất cứ lý do nào thì ông ta cũng đáng chết. Lạc Lâm cô nương, cô có ý kiến gì không? Anh, Lạc Lâm nhất thời không nói nên lời. Không thể phủ nhận, Diệp Bắc Minh nói đúng, nếu có người dám ra tay ở đại điện của nhà họ Lạc. Tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Điều này tượng trưng cho sự uy nghiêm của một chủng tộc đế huyết, bất khả xâm phạm. Nhưng anh cũng không nên trực tiếp giết chết thất trưởng lão. Đôi mắt của Lạc Lâm gần như rỉ máu. Diệp Bắc Minh nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói, tôi giết ông ta thì cô có thể làm gì được tôi? Anh! Lạc Lâm không ngờ Diệp Bắc Minh lại trả lời như vậy, vừa tức giận vừa nhục nhã, lại nghe những lời này khiến cô ta hộc ra một búng máu từ trong tim. Tiểu thư, bốn ông lão còn lại bước tới và nhanh chóng đỡ Lạc Lâm. Nên cô ta mới không bị ngất. Diệp Bắc Minh cũng lười nhìn cô ta thêm lần nữa, quay người rời. Muốn từ hôn thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Gia chủ, tôi còn có việc phải làm, đi trước. Bóng dáng biến mất. Chỉ còn lại Diệp Quỳnh đi cùng anh vẫn đứng ở nơi đó, kinh hãi nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh. Khóe miệng cô ta nhếch lên, tên này thật sự là làm người ta kinh ngạc. Suy nghĩ một lúc, cô ta liếc nhìn đại điện hỗn loạn rồi nhanh chóng đuổi theo anh ra ngoài. Vừa ra khỏi đại điện liền nhìn thấy Diệp Bắc Minh đang đứng trên bậc thêm. Tại sao cậu không đi? Diệp Quỳnh cười tiến lên, nói đùa, có phải thấy hối hận? Cảm thấy không nên vô tâm như vậy, dù sao thì vị hôn thê này của cậu cũng khá xinh đẹp. Tôi biết Lạc Lâm, cô ta có tên trong bảng xếp hạng đế huyết. Hơn nữa cô ta cũng là một trong những người đẹp hàng đầu ở đại lục Trung Châu, có vô số người theo đuổi. Tôi cảm thấy chuyện này vẫn còn có hy vọng, cậu vừa mới biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ như vậy, không chừng còn có thể kéo người ta trở về được. Diệp Bắc Minh liếc nhìn Diệp Quỳnh, cô ta trông còn không đẹp bằng cô. Không có ngực, cũng chẳng có mông. À,
khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Quỳnh bỗng chốc đỏ bừng. Đặc biệt là hai vị trí mà Diệp Bắc Minh nhắc đến, thực sự cảm thấy có hơi kỳ lạ, được rồi. Tôi là chị của cậu, cậu dám trêu chọc tôi. Khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc. Diệp Bắc Minh nói, không nói chuyện với cô nữa, cô có biết Diệp Thiên Phàm đang ở đâu không? Diệp Thiên Phàm, con người cậu ta tương đối quái gở, nơi ở của cậu ta ở khá xa, cậu tìm cậu ta làm gì? Diệp Quỳnh thấy hơi thắc mắc. Tôi tìm cậu ta có chút chuyện, cô dẫn tôi đi một chuyến đi. Cậu đi theo tôi. Diệp Quỳnh gật đầu và dẫn Diệp Bắc Minh đi về một hướng nhất định. Cùng lúc đó, sâu trong một tòa nhà cổ kính của nhà họ Diệp, Diệp Thiên Phàm đang ngồi trên đài câu cá. Ông lão lưng còng đang quỳ trên mặt đất, báo cáo chuyện xảy ra trong đại điện của nhà họ Diệp. Hai anh ta giết chết thất trưởng lão của nhà họ Lạc. Cảnh giới tế đạo cấp 6, dễ dàng giết chết chỉ trong nháy mắt. Vâng, thưa chủ nhân. Ông lão lưng còng kính cẩn quay đầu lại. Ánh mắt của Diệp Thiên Phàm không ngừng lập lòe, tên này rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ anh ta thật sự chỉ là một kẻ ngốc, quá thẳng thắn, đắc tội nhà họ Lạc như vậy có ích lợi gì? Nếu là tôi thì trực tiếp từ hôn thế là xong, anh ta. Anh ta còn chưa nói hết câu. Một người hầu mảnh khảnh đi tới, quỳ trên mặt đất, công tử, thánh tử muốn gặp ngài. Thánh tử, Diệp Mặc, Diệp Thiên Phàm sửng sốt, người hầu lắc đầu, không phải, là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, anh ta tới đây làm gì? Diệp Thiên Phàm theo bản năng đứng dậy, suy tư mấy giây, đi xem. Đi thẳng tới cổng lớn, Diệp Bắc Minh và Diệp Quỳnh đang đứng ở đó. Diệp Thiên Phàm cười nói, anh Diệp, sao anh lại tới đây? Tại sao còn đứng ở bên ngoài, mau vào trong đi. Diệp Bắc Minh giơ tay lên, hỗn độn cốt trực tiếp xuất hiện trong lòng bàn tay, cậu đã đặt ra cấm chế đối với hỗn độn cốt này đúng không? Bây giờ lập tức giải trừ cấm chế đi. Diệp Thiên Phàm sửng sốt, anh ta không thể ngờ được Diệp Bắc Minh lại tới đây vì chuyện này. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng bất ngờ truyền âm, nhóc con, cậu đang làm gì vậy? Diệp Bắc Minh trả lời, đơn giản, nếu không giải quyết được phiền toái, thì giải quyết người gây ra phiền toái. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục im lặng hồi lâu mới thốt ra hai chữ, lợi hại. Trong lòng Diệp Thiên Phàm buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, anh Diệp, hỗn độn cốt này là đồ của anh. Anh nên tự mình giải quyết cấm chế bên trong đó, đúng không? Thứ này đã trả lại cho chủ của nó rồi, tại sao lại đến tìm tôi? Sao vậy, chẳng lẽ là, anh Diệp không thể giải quyết được sao? Có thể làm được, nhưng có chút phiền toái. Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng gật đầu, rốt cuộc việc xử lý thứ này cũng không dễ dàng như xử lý cậu. Cậu thấy có đúng không? Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh liền tiến lên một bước. Thân ảnh lóe lên. Giống như một bóng ma xuất hiện ở trước mặt Diệp Thiên Phàm, tốc độ cực kỳ nhanh, ngay cả Diệp Thiên Phàm cũng ngạc nhiên. Trên đời này ngoại trừ hư không thuật, làm sao có tốc độ nhanh như vậy được? Chẳng lẽ anh ta học hư không thuật? Không thể nào, đây là thần thông của tộc Bất Hủ, làm sao anh ta có thể biết được? Trong khi con người anh ta co lại, Diệp Bắc Minh đã giơ hỗn độn gốt ra, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, giải trừ cấm chế bên trong. Nếu tôi không... Diệp Thiên Phàm còn chưa nói hết câu. Cậu không chịu, cậu nghĩ rằng cậu là tôi sao? Diệp Bắc Minh tát anh ta một cái. Bốp! Tốc độ nhanh đến mức Diệp Thiên Phàm thậm chí không kịp phản ứng. Mặt anh ta đột nhiên đau nhói. Cả người bay ra ngoài, toàn thân va vào cánh cửa gỗ cổ kính, mảnh vụn bay tứ tung và hoàn toàn nổ tung. Quan trọng hơn là Diệp Thiên Phàm không thể ngờ được là Diệp Bắc Minh lại thật sự tát anh ta một cái. Lại rất dứt khoát, rất gọn gàng. Diệp Bắc Minh hô ly. Diệp Thiên Phàm khẽ gầm lên một tiếng, từ trong đống đổ nát đứng dậy, trên mặt anh ta có 5 dấu ngón tay trông rất đáng sợ. Hả? Đôi mắt đẹp của Diệp Quỳnh hơi co rúm lại, cứng đờ tại chỗ. Một số người tu võ của nhà họ Diệp ở gần đó cũng nhanh chóng tụ tập lại sau khi nghe thấy tiếng huyên náo, khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh và Diệp Thiên Phàm đánh nhau, họ không khỏi bắt đầu bàn tán. Diệp Bắc Minh không để ý tới lời bàn tán của mọi người. Bình tĩnh nói, hiện tại tâm trạng tốt hơn chưa? Nếu cảm thấy ổn, lập tức, loại bỏ cấm chế trong hỗn độn cốt, nếu không, cái tát thứ hai sẽ tới. Diệp Bắc Minh giơ tay lên. Diệp Thiên Phàm đứng đó, lửa giận trong mắt gần như thiêu rụi mọi thứ thành cho bụi. Im lặng khoảng mười mấy hơi thở. Ha 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 ha, anh Diệp, thật xin lỗi, do tôi quên mất, đáng lẽ anh nên sớm nói rõ ràng là anh không giải quyết được cấm chế này không phải là được sao? Nào, để tôi giúp anh. Diệp Thiên Phàm cười nói.
trong giọng nói có một sự lạnh lùng vô tận. Diệp Bắc Minh nói, tôi không giải quyết được cấm chế, chẳng lẽ cũng không giải quyết được cậu sao? Con người của Diệp Tiên Phàm co rụt lại, gần như cắn nát răng hàm. Nhịn, mọi giận dữ, hãy chịu đựng hết tất cả. Anh ta giơ tay lên, hỗn độn cốt liền bay vào trong tay. Một vài phù văn rơi xuống, chỉ với một cái vẫy tay, tất cả 108 thanh huyết kiếm đều được lấy ra từ hỗn độn cốt. Lúc này anh ta mới đưa hỗn độn cốt trả lại cho Diệp Bắc Minh. Cảm ơn. Diệp Bắc Minh để lại hai chữ, xoay người rời đi. Diệp Quỳnh sửng sốt vài giây rồi nhanh chóng đi theo. Diệp Tiên Phàm lảo đảo, tức giận gần như hộc máu, ha ha. Ha ha ha, ha 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 ha, Diệp Bắc Minh, anh thật là không biết sống chết. Tôi vốn đang nghĩ giữ anh lại thêm mấy ngày. Nếu anh đã vội vàng chịu chết như vậy thì không cần thiết. Mỗi một phần máu thịt của anh đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho công pháp của tôi. Tùy tiện tìm một lý do và đuổi Diệp Quỳnh đi. Diệp Bắc Minh trở về núi Huyền Phù, thần hồn tiến vào nghĩa địa hỗn độn. Tiền bối. Tấm bia mộ thứ ba khẽ rung lên. Bên trong vang lên một thanh âm, ký chủ, sao vậy? Diệp Bắc Minh nhị xê hỗn độn cốt tôi đã giúp người xử lý. Tôi đã kiểm tra cấm chế bên trong, tất cả đã được giải trừ, khẳng định không có vấn đề gì. Thật sao, Diệp Tiêu Dao có chút kích động, thần hồn lại lao ra, nhưng so với lần trước thì lại càng mờ ảo hơn. Diệp Bắc Minh giơ tay lên, hỗn độn cốt bay ra, rơi xuống trước mặt Diệp Tiêu Dao. Diệp Tiêu Dao rất cảnh giác, tách ra một sợi thần hồn to bằng sợi tóc, đi vào trong hỗn độn cốt. Sau khi kiểm tra một lượt, đảm bảo không có vấn đề gì. Vui mừng khôn xiết. Đúng thật vậy, tốt, quá tốt. Ký chủ, hỗn độn cốt không có vấn đề gì, bổn tọa có thể khôi phục một ít sức mạnh, có lẽ thật sự không cần phải chết. Để khúc xương này lại, cậu hãy quay lại vào tối nay. Nếu như tôi khôi phục tốt, đêm nay tôi có thể giúp cậu tìm được thần hồn của Hạ Nhược Tuyết. Nghe vậy, Diệp Bắc Minh rất hưng phấn, nhanh chóng rời khỏi nghĩa địa hỗn độn. Diệp Tiêu Dao nheo mắt lại, thần hồn không do dự nữa, trực tiếp chìm vào. Trong hỗn độn cốt. Trong giây lát, toàn bộ trên không trung của nghĩa địa hỗn độn, sấm sét ầm ầm, mây đen vô tận tụ tập. Giống như ngày tận thế. Tức chết tôi, đúng là tức chết tôi mà. Lạc Lâm vẫn chưa trở về gia tộc. Ngược lại đi tới một trang viên cách nhà họ Lạc trăm dặm. Nơi này là phủ riêng của Lạc Lâm. Long khí trong long mạch của nhà họ Lạc chảy xuôi dưới trang viên, thích hợp nhất để tu võ và lĩnh ngộ đại đạo. Lâm Nhi, không phải em đi từ hôn sao? Ai chọc em tức giận như vậy? Một thanh niên tươi cười, làn da màu đồng, tóc cắt ngắn bước ra. Giữa lông mày có khí thế mạnh mẽ. Hắn ta bước tới, ôm lấy eo Lạc Lâm, còn nhéo mạnh một cái, nói cho anh nghe, anh sẽ giúp em dạy cho hắn ta một bài học. Vẻ mặt Lạc Lâm ngượng ngùng, anh hình tôn, còn không phải là tên Diệp. Tiêu Dao đã biến mất 1,8 tỷ năm trước. À, đúng rồi, bây giờ anh ta đổi tên là Diệp Bắc Minh. Vừa rồi em đến nhà họ Diệp để từ hôn, anh ta còn sỉ nhục em, không phải em bỏ anh ta, mà là anh ta bỏ Y Mồ thậm chí còn giết chết một trưởng lão trong nhà em. Đúng là khiến em tức chết, ánh mắt hình tôn lóe lên, có chút kinh ngạc, Diệp Bắc Minh, em xác định cậu ta tên là Diệp Bắc Minh sao? Có chuyện gì vậy? Lạc Lâm kinh ngạc, sắc mặt hình tôn dao động, anh mới từ Nam Đại Lục trở về, ở bên đó, Diệp Bắc Minh khá nổi tiếng. Tên này còn thức tỉnh hỗn độn đế thế, anh đã nói mà. Trên thế giới này làm sao có thể có nhiều hỗn độn thế như vậy được? Thì ra cậu ta chính là Diệp Tiêu Dao năm đó. Lạc Lâm ngạc ngạc kêu lên một tiếng, che miệng lại, a, à. Hỗn độn đế thế, thật hay giả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 135.